Lát ra vô chợ tham quan á, lần đầu tiên đi. Trời ơi, vậy là tới đây là tới rồi hả? Ba mới biết luôn. Gần quá ha. Ủa bên đây là cái resort gì đây? Của Sài Gòn Tour luôn kìa. Trời ơi, vậy biết xuống đây nghỉ. Trời ơi, nó đâu xa mẹ, tự nhiên nếu mà đi mình đi xuống dưới phà là nó mới xa nữa. À, dạ dạ dạ. Đã quá mẹ ơi. Cầm thiên nhiên. Rồi vui quá, vui quá. Cái gì 10.000? Còn ngư. Dạ cảm ơn đi trai. Có hương rồi. Thảo hương là có 220 kg nè. 200.000 kg luôn. Mua đánh trai. Ở dưới nữa kìa. Dưới coi. Đi vòng coi. Ai biết mẹ, mẹ thèm gì. Ba nghĩ là cứ mua ở đây cổ điển đi. Mua ở đây những cái món cổ điển mà mình lên chợ coi gì hấp dẫn nữa thì mình tính tiếp. Ít thôi, nhưng mà mua đây ít. Hương ngon quá. Anh ơi, anh nào cô dùm đi anh. Cô hương 10.000 con mà anh ơi. Mua cái gì mẹ? Mua gì, muốn ăn cái gì thì mua. Anh muốn ăn cái gì? Tỏi. Vậy mà nó lại nữa. Vậy cái mới vô á, mua đi ăn. Ăn ghẹ không? Ghẹ. Hào y 3kg 100. Ghẹ nhiêu chị? Ghẹ này 3 đi. Nhiêu? 3 300 đi. 1 lá 320. 320. Bây giờ bồ mua 1 lá mình lấy 300 vốn. Còn này 330. Đó. Giá hữu nghị giá chiều luôn á. Ủa đây chị chế biến luôn à? Có, xuống đây nấu đây nè. Chế biến tính làm sao? Hấp gừng 30. Nướng 30. Xào 30. Sống. Mua đi mình dắt lên xuống nước coi nấu. Mình mua ghẹ. Mua 2 con ghẹ. Với lại mực. Cái này là 3 con, khoảng 3 con rồi. Cho em 2 con. Gì mỗi người 1 con đi. Thôi em không ăn ghẹ. Anh với Nghĩa 3 người 3 con đi. Cho 2 con chất lượng đi. 2 con to được rồi. Ăn nhiều món. Trời ơi. Hai con thôi. Con đủ nha. Lấy miếng mực. Con hả?
Một hả? Để em coi coi. 33 từ 200. Ống nhiêu? Ống 300. Ống với lá bằng giá luôn. 300 không? Lá 320 á, mình lấy 300 rồi. Hai con nhiêu tính nhiêu? Nè. Ống á là 300. Còn lá 320. Lá ngon hơn chứ. Lá nó giòn hơn, ống nó mềm hơn. Ăn con này đi. Ừ. Đâu em con. Bỏ dầm bóp. Sáng ngon á. Nó ngon lắm. Mực tươi mà. Em mới vô tươi trong nè. Mình bán đâu có gạt được đâu. 8 ngàn à. Ừ. Rồi hai món đó nhiêu? Mình ăn hàu không? 3 ký 100. Rồi không ăn hàu. Ốc hương ngon ghê là ốc hương bự ra. Ốc hương nhiêu? Ốc hương nó 300 nhỏ 22. Cuối con nó còn 300. Hai món đó nhiêu? Dạ. Bây giờ lấy ra nửa cái sủi, nửa cái phương, lấy 200 tấn. Thôi nhiều quá. Để mua thêm, mua ủng hộ mấy hàng khác thêm. Mua luôn đi. Nhiêu? Đây, ghẹ hấp, nướng. Nè, cầm lên kia, ủng hộ cho anh kia đi. Ghẹ là... Không. Ghẹ là nhiêu? Em cầm cái đó đi hả? Nhiều mẹ, hai món nó hết nhiều. 500 hả? Không bớt hả? Không bớt nữa à? Trời, 500 đi, còn 520 nữa. Lấy 300 tấn. 300 rưỡi đi. Lấy mấy con. Trời ơi, con. Còn cái này là gì vậy? Em mua thì mua đem. Ông muốn chừng. Mắt chị. Rồi, muốn chân banh giữa người đẹp. Tôm nhiêu vậy? Tôm 350. Đổ nước ra nha. Không có nước rồi. Còn có mấy con mới con bán gậy. Anh. Nhiêu? Ba rưỡi. Trời ơi. 240 đi với 520. Là 760. Xong làm đây luôn đi, dắt đi xuống coi làm. Thôi. Thôi ra kia ngồi cái ủng hộ bên kia, mỗi nữa ủng hộ mỗi bên một chút. Chịu không? Giờ khách đi giờ chịu không chịu cũng đi vậy. Cũng mua xong rồi đúng không? Ở chịu không? Em chịu. Chợ cùng phát triển. Ghẹ. Ghẹ 300. 330. Bà có biết bấm sao không? Em kêu anh bấm coi nhiêu tiền. Bấm sao? Tính tiền 2 330 nhân 8 lạng rưỡi. Hai ơi, quay lại mình luôn. Ba giữ 100 ngàn đứng. Offline sao vô? Chai 3 phần có chanh rồi nè em trai. Em chế biến sẵn luôn nè em trai. 10 con hào về có 50 ngàn thôi. Rồi mai về 100 ngàn. Mẹ muối mẹ kìa. Nghĩa mày che hết cái khung hình ba mẹ. Thank you.
Hồng Quyên ha. Ngồi đây luôn nè. Ok. Ok. Trời ơi, ngồi vậy vui vậy. Anh biết của gì anh? Ờ à, không biết quỷ lùng nó biết không. Đây có ốc hương hả mẹ? Ốc hương hả? Ốc hương đây đâu có hả chị? Em không bán, có bán gì vậy? Có bán gì vậy? Anh coi trong cái menu á. À ủa chị, cái chỗ phía trước biển nó đang rào lại tương lai, nó tính làm gì chị? À là resort á hả? Là phía trước đang rào là tương lai là nó làm vậy hả? Đậu bọng vậy. Vậy nó lấy cái bãi biển nữa rồi. Nếu vậy giống như Mũi Né đó mẹ, bãi biển công cộng mà nó lấy của riêng hết cho resort rồi. Vui quá. Cơm làm cái gì nè? Em hát con này nướng. Mặt cả nó đẹp chết luôn. Đẹp quá, đẹp quá. Xạ luôn á. Giờ có kinh nghiệm rồi. Cái gì cô Bảy? Cái gì xào tỏi? Ốc hương á hả? Ốc hương xào mây á. Xào tỏi con đem ra hết trơn rồi. Cơm này làm gì? Nướng. Cơm chỉ nướng thôi, làm cơm này nó ngon cực luôn nha. Ồ, cái nướng, nướng dễ ăn. Nó không có ngọt. Thì thật sự thôi. Cơm này ngon nha. Cơm xuống biển á. Đúng không? Đẹp nè, lên quay nó dân dã. Trời đẹp lắm ha.
mà nó không cho mình ra kìa, nhìn thấy Vũng Tàu đó, Vũng Tàu đó. Rồi ra. Xe này luôn hả? À vậy rồi. Ok. Còn để gì còn gì nữa không? Bởi vậy hồi nãy anh vô anh cũng thấy vắng. Rồi cảm ơn em.